Kính thưa quý vị, Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đang trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Hình ảnh Sư Thích Minh Tuệ, chân đất, trên người khoác một bộ ý làm từ các mảnh vải vụn chắp vá, tay cắp lõi một chiếc nồi cơm điện, lang thang trên các nẻo đường để tu học, khiến nhiều người xúc động, gọi ông là Bậc Chân Tu. Nhận định về Sư Thích Minh Tuệ, Sư Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thống Nhất nói với BBC rằng đây là một trường hợp hiếm có. Trong lịch sử, kể từ thời Đức Phật hơn 2.500 năm trước đến nay, tôi nghĩ cũng có nhiều vị đã từng thực hành những hạnh như thế. Nhưng trong thời kỳ 4.0 này, thì trường hợp của Thầy Minh Tuệ là rất hiếm. Trong nhiều video trên mạng xã hội, có thể thấy hàng trăm người dân đã đổ ra đường để được tận mắt chứng kiến hiện tượng Sư Minh Tuệ. Trong một video, được quay tại thành phố Thanh Hóa mới đây, nhiều người dân đã tổ chức quét đường để chờ sư đi qua. Một video khác quay cảnh hàng chục YouTuber, TikToker quay quanh sư tuệ để quay phim, chụp ảnh nhất cử nhất động của ông. Rất nhanh chóng, tiểu sử của sư Minh Tuệ cùng con đường tu học của ông tràn ngập trên mạng xã hội. Theo các mô tả được phổ biến đến nay, sư Minh Tuệ từng là lớp trưởng thời phổ thông. Ông bắt đầu con đường tu hành từ năm 2015 thoạt tiên ông tu tại gia, sau đó xuất gia. Đến năm 2018, ông rời chùa, khởi sự tu 13 hạnh đầu đà và bộ hành khất thực từ Nam Chí Bắc. Trong các video trên mạng xã hội, Sư Minh Tuệ luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành và dáng vẻ, cách nói chuyện khiêm nhường. Ông nói, ông không phải là sư, không tu ở bất cứ chùa nào. Ông đi bộ để rèn luyện sức khỏe và làm theo lời Phật dạy. Con là người Việt Nam đi tập học theo lời Phật dạy không nhận tiền bạc của ai dưới bất kỳ hình thức nào họ cho ngày một bữa vào buổi sớm rồi thì con không nhận nữa con không phải là sư hay thầy gì cả không thuộc giáo hội gì không nam tông hay bắc tông ông thích minh tuệ nói trong một video do người dân ghi lại đăng trên tiktok khi có người hỏi tại sao ông không tu ở một chùa nhất định nào đó ông minh tuệ trả lời có người đang ở nhà yên lành thì bỏ nhà đi vào chùa có người vào chùa rồi thì lại bỏ chùa mà đi, không còn mê đắm gì nữa. Không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự cuốn hút của sư Thích Minh Tuệ đã khiến các hội đoàn Phật giáo do nhà nước quản lý lên tiếng. Ngày 16 tháng 5, thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi công văn đến ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh, thành phố. Công văn viết: Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam cũng ra thông báo, ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là hai phản ứng chính thức của một giáo hội Phật giáo do nhà nước quản lý và một cơ quan nhà nước phụ trách tôn giáo về trường hợp nhà sư Thích Minh Tuệ. Công văn của thượng tọa Thích Đức Thiện đã vấp phải sự phê phán của nhiều người. Một trong số những câu hỏi được đặt ra là liệu giáo hội phật giáo việt nam có quyền và có tư cách để công nhận một ai đó là tu sĩ phật giáo hay không thế nào mới là tu trả lời bbc từ sài gòn tu sĩ thích đồng long một thành viên của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất không thuộc giáo hội phật giáo việt nam và không được nhà nước việt nam công nhận chia sẻ quan niệm không theo giáo hội phật giáo việt nam thì không phải tu là một cách nhìn rất sai lầm thể hiện sự thiếu tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Vì người tu thật sự thì không nhất thiết phải theo một tổ chức nào, cho dù tổ chức đó có chính danh hay không. Bất cứ người nào hành trì theo những lời Phật dạy thì đều là người tu thật. Còn nếu người đó có tham gia bất kỳ một tổ chức nào hay là với vai trò gì, nhưng đi ngược lại lời Phật thì đó là người giả tu, người không tu hành chân chính. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành văn bản nói trên, Sư Thích Đồng Long nhận định rằng có phần không thiện cảm và hơi ác ý đối với vị sư Minh Tuệ. Theo sư Thích Đồng Long, sư Minh Tuệ chỉ đang tự tu học, chứ hoàn toàn không xâm phạm đến những lợi ích của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không tự đề cao mình, không tư lợi gì. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không biết vì những cái lý do gì mà lại có công văn như vậy, sư Thích Đồng Long nói với BBC. Phật giáo Việt Nam đang ở đâu? Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, Chính phủ Việt Nam đã cho thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo duy nhất được coi là đại diện hợp pháp cho Phật giáo tại Việt Nam, là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức này hiện có gần 5 triệu thành viên Phật tử theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ. Nhiều nhà sư thuộc tổ chức này có chân trong chính quyền Việt Nam, là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng hạn, sư Thích Quảng Phục ở chùa Long Khánh, Phú Yên được mô tả là người có 47 tuổi đời, 20 năm tuổi đạo và là một đảng viên gương mẫu. Sư Quảng Phục được báo chí của chính quyền Việt Nam ca ngợi là đã nỗ lực tích cực tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước đến các tín đồ, góp phần đấu tranh ngăn chặn những âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xuyên tạc, kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Theo báo Công an Nhân dân, vào tháng 2, 2024, báo chí cũng nhiều lần đưa tin các nhà sư được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực trong hoạt động tuyên truyền đường lối của Đảng. Chẳng hạn, trường hợp Hòa thượng Thạch Huân, 64 tuổi, vào năm 2009; Hòa thượng Thích Thanh Sam khi viên tịch vào năm 2018, được chứng nhận có 50 năm tuổi Đảng. Phật giáo chính thống, tức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong những năm qua, kể từ sau thống nhất đất nước năm 1975, đã phát triển mạnh về hình thức và quy mô. Chùa Chiên Đồ Sổ được xây dựng tại nhiều tỉnh thành. Nhiều chùa có doanh thu khổng lồ như chùa Ba Vàng của Sư Thích Trúc Thái Minh thu tới 4,1 tỷ đồng tháng tiền công đức. Với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều chùa và sư có các kênh truyền thông riêng quảng bá hình ảnh rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Phật giáo Việt Nam đang khủng hoảng, thậm chí suy thoái. Trong một bài viết trên Thư viện Hoa Sen tháng 4 năm 2022, TS s Nguyễn Hữu Liêm viết, Tăng sĩ thì rất đồng, chùa triển lớn và nhiều, nhưng đời sống tinh thần theo giáo lý thì nông cạn và thoái hóa. Đối với thể loại ngã thức của đại đa số dân tộc Việt Nam rất non yếu ngày nay, thì dòng đạo lý ngoại thần, tức là sự cứu độ đến từ bên ngoài, như Thiên Chúa Giáo với hệ công giáo, Hồi giáo, hay Phật giáo tịnh độ tông sẽ thích hợp và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và giúp họ trưởng thành hơn. Khi ngã thức còn non nớt, thiếu bản lãnh nội tại, thì cá nhân không thể là ngọn đuốc để có thể thắp sáng chính mình. Trong một bài viết khác trên BBC tiếng Việt, TS Nguyễn Hữu Liêm nhận định, hiện trạng mở cửa tu hành quá rộng, quá dễ, để cho hầu như bất cứ ai cũng có thể trở nên tăng sĩ Phật giáo là cả một thảm họa. Một số nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng thời hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam là từ trước mùa 1975, khi Phật giáo luôn có một tầm ảnh hưởng chính trị nhất định. Tác giả Nguyễn Khoa cho rằng sự hồi phục của Phật giáo Việt Nam chấm dứt với chiến thắng của những người Cộng sản vào ngày 30 tháng năm 1975, theo một bài viết của ông trên Việt Studies vào tháng 8 tháng 22, 2022. Thiền sư Trí Quang bị giam lỏng, các vị huyền quang, quảng độ bị vào tù ra khám, nặng nề nhất là thiền sư tuệ sĩ si, suýt bị chế độ cộng sản xử tử hình ông nêu ví dụ với quan điểm tự nhận mình là vô thần và mô hình toàn trị những người cộng sản không bao giờ muốn những loại triết học tư tưởng tâm linh ngoài cộng sản cùng tồn tại với mình đứng bên ngoài giáo hội chính thống song song với giáo hội phật giáo việt nam vẫn tồn tại các tổ chức tôn giáo độc lập khác bất chấp việc không được chính phủ việt nam thừa nhận là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo thành lập năm 1964 và được Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công nhận nhưng không được nhà nước Việt Nam hiện nay công nhận. Sư Thích Đồng Long chia sẻ với BBC rằng tổ chức của ông gặp rất nhiều rắc rối với chính quyền. Ông nói, thực ra thì chính sách tôn giáo của Việt Nam rất là khắt khe và độc tài. Đối với những người, những tổ chức, những cá nhân không sinh hoạt với giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của chúng tôi đây, thì sau năm 1975 bị đàn áp, bị kiềm thỏa hay bị khống chế cô lập cho đến bây giờ. Chúng tôi sinh hoạt với một hoàn cảnh rất khó khăn. Những tổ chức tôn giáo độc lập khác cũng đồng với số phận như vậy. Ví dụ như họ không cho chúng tôi tổ chức các buổi lễ để tu học. Nếu chúng tôi tổ chức thì họ đến đàn áp, gây rối hoặc họ vận động các quần chúng Phật tử để tạo sự chia rẽ ác cảm đối với những nhà chùa hoặc với những cá nhân tổ chức không theo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ nói đây là giả tu, là chống đối chính quyền, vân vân. Họ quy trục rất nhiều những cái vô căn cứ. Họ cô lập để cho quần chúng Phật tử không đến sinh hoạt, tu học tại các chùa độc lập không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam, để cho các chùa bị khó khăn không thể sinh hoạt được. Họ cũng vận động, tuyên truyền lôi kéo để mong sao các chùa có thể đăng ký gia nhập giáo hội Phật giáo Việt Nam để họ quốc doanh hóa Phật giáo. BBC từng đưa tin về các vụ việc thành viên các tổ chức tôn giáo độc lập bị chính quyền gây khó dễ, thậm chí bắt bớ. Chẳng hạn các thành viên đạo tràng Út Trung thuộc Phật giáo Hòa Hảo từng bị bắt và bị tù nhiều năm. Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, ông Martin Patzelt, nay đã nghỉ hưu từng bảo trợ và giúp đỡ trường hợp của cha con ông Bùi Văn Trung của đảo Tràng Út Trung khi cả hai còn ngồi tù, nói với BBC tiếng Việt hồi tháng 7, 2023 rằng có một sự sợ hãi lớn của những nhà cầm quyền độc tài đối với những người có suy nghĩ khác biệt trong trường hợp này là những người theo đạo Phật. Tất cả những người không tuân theo học thuyết của nhà nước Cộng sản dường như bị xem là một mối đe dọa đối với những người cầm quyền. Ông Martin Patzelt nói, BBC tiếng Việt cũng liên hệ với một nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một người từng đăng video trên YouTube chia sẻ suy nghĩ của ông về hiện tượng sư thích minh tuệ để hỏi ý kiến của ông về tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, vị sư này từ chối trả lời với lý do ông không muốn gây căng thẳng trong nội bộ giáo hội nơi vừa có văn bản về ông Tuệ. 13 hạnh đầu đà là gì? Trong hàng đệ tử Phật, Tôn giả Ca Diếp đã chọn đời giữ hạnh đầu đà. Theo tài liệu đạo Phật, pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não, với 13 hạnh đầu đà bao gồm hạnh mặc y phấn tảo, vải may y nhặt ở lề đường, nghĩa địa, đống rác, hạnh ba y, sử dụng những miếng vải chắp vá lại thành y, chỉ dùng ba y không nhận thêm y thứ tư, hạnh khất thực, dùng thức ăn bằng cách đi xin, xin ngày nào ăn ngày đó, không để rảnh, không ăn trong tịnh xá, không nhận lời đến ăn tại nhà cư sĩ hạnh khất thực từng nhà đi khất thực theo thứ tự không phân biệt giàu nghèo hạnh nhất tỏa thực ngồi ăn chỉ một lần khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại hoặc không ăn nhiều lần trong ngày không nhận đồ ăn sau buổi trưa hạnh ăn bằng bình bát chỉ ăn những thức ăn xin được trong bình bát không nhận bát thứ hai không ăn bằng chén đĩa riêng hạnh không để dành đồ ăn không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong cho dù người khác muốn cho thêm hạnh ở rừng Sống ở rừng, ở nơi hẻo lánh, không ở làng xóm, tránh xa những thứ gây mất tập trung. Hạnh sống bên gốc cây, ở gốc cây, không sống ở nhà hoặc chỗ ở có mái che. Hạnh ở giữa trời, sống ở ngoài trời, không ở trong nhà. Hạnh ở nghĩa địa, sống ở nghĩa địa, bãi tha ma hoặc nơi hỏa táng. Hạnh nghỉ chỗ nào cũng được, không cố định. Hạnh ngồi không nằm, sống với ba tư thế đi, đứng, ngồi, không bao giờ nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Quý vị vừa nghe xong bài viết có tựa đề Từ hiện tượng sư thích minh tuệ Thế nào mới là tu của tác giả Mỹ Hằng được đăng tải trên trang BBC News tiếng Việt. Hé lộ cuộc đàn áp nhà sư Thích Minh Tuệ tại Huế. Kính thưa quý vị, công an ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi, nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi không có các cãi vã to tiếng trong lúc đó. Từ chiều ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh Tư Hạ, Phú Bài mà không đi vào thành phố Huế. Đoàn được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của Kiểm Lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn. Đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng baby hai người, kể cả Ngài Minh Tuệ. Đoàn người bám theo kể cả các YouTuber, TikToker bị ngăn lại bởi Paris, Tại đó đã có máy phá sóng viễn thông. Khoảng 9 giờ tối, có một xe hơi đi vào và có những người đi quanh lán để chụp ảnh. Khoảng 11 giờ đêm, có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp Ngài Minh Tuệ đã được hốt lên xe, đưa đi làm việc đến 3 giờ sáng. Khoảng hơn 1 giờ sáng, ngày 3 tháng 6, các lực lượng đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó, Ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của lán trại. Các huynh đệ ngủ bên trong lán trại, trong đó có sư Minh Nhuận. Vì thế trong lời kể, sư trẻ Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong. Đầu tiên là họ làm việc với Ngài Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bổ hành. Nhưng Ngài Minh Tuệ thản nhiên trả lời, đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bổ hành. Lúc đó họ đã ập vào bên trong, và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi các sư phản ứng không chịu đi nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi không có cãi vã to tiếng trong lúc đó những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt riêng với ngài minh tuệ và tuệ đức sư rừng gọi thì họ không dùng dây để xích tay họ đưa ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó rồi chia làm hai nhóm một đi về phía nam và một đi về phía bắc Phía nam đến Quảng Ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở. Phía bắc thì đáp xuống một bãi đất trống ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Họ đưa cho mỗi người một bộ quần áo gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tạo. Tại Quảng Ngãi, riêng Sư Tuệ Đức là thạc sĩ, cũng là một tu sĩ thuộc giáo hội Phật giáo, thì họ đưa vào một phòng riêng, những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc. Mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới. Về y phục, có lẽ chỉ có hai ngài tuệ đức, minh tuệ là không thay y. Ngài tuệ đức chỉ cởi y phấn tảo để mặc y màu nâu như các sư của giáo hội. Ngài minh tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe hơi chở đi. Hiện chưa có thông tin ngài đang ở đâu, nhưng chắc chắn ngài không còn ở Thừa Thiên Huế. Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người thất thập nhị hiền, con số đông nhất kể từ khi việc bộ hành của Ngài Minh Tuệ được mọi người biết đến sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ hiện tại các nhà tu hành phía nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao riêng các nhà tu hành phía bắc đã giải rác đi về phía nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm thầy của mình màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tảo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi miền trung chính quyền thiếu khôn ngoan khi hành xử với thích minh tuệ Chính quyền và nhất là các ngành liên quan đến văn hóa đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để vừa góp phần xây dựng một nếp sống đẹp cho người dân, vừa tự quảng bá cho hình ảnh của chính mình. Gần hai tháng trước, tôi đã nhận định rằng ông Thích Minh Tuệ sẽ sớm phải ẩn tu. Việc ông dừng hành cước, dù là với nguyên nhân gì, là một điều hoàn toàn có thể nhìn thấy, trước được. Nhưng cái cách như đã diễn ra đêm qua ở Huế thì quả là đáng buồn và đáng thất vọng. Một lần nữa tôi lại thấy chính quyền thiếu một quyết định khôn ngoan đó không phải là cách hay để giải quyết một vấn đề văn hóa văn hóa phải giải quyết bằng văn hóa bởi thế từ khi hiện tượng minh tuệ nóng lên tôi cũng đã viết và mong mỏi chân thành và tha thiết rằng đây là cơ hội để các ban ngành các cơ quan liên quan vừa xiển dương một biểu hiện của văn hóa tâm linh đẹp đẽ vừa tích cực phân tích tuyên truyền để đông đảo người dân hiểu đúng giáo lý nhà phật đồng thời để họ biết cách ứng xử hợp lý văn minh không gây thành đám đông ngày một lớn như đã thấy thay vào đó là vừa tự nâng cao đời sống tinh thần vừa không quấy quả người tu hành tiếc thay tất cả những việc đó đã dường như không được thực hiện một cách chủ động bài bản có hệ thống và nhất quán mà thay vào đó là liên tiếp các hành động gây hiệu ứng ngược từ các bài viết như trên trang phật giáo đời sống đến các phát biểu méo mó của nhiều nhà sư chính thống, rồi công văn của giáo hội hay ứng xử của cán bộ địa phương như chủ tịch một xã ở Quảng Trị. Tất cả đều không phải là các giải pháp văn hóa. Và cho đến đêm qua, sau một hành động nhanh gọn, không có họ hàng gì với ứng xử văn hóa, đoàn người đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tôi tin rằng Sư Minh Tuệ vẫn an toàn và ông sẽ an toàn. Điều đáng tiếc là, như đã nói, chính quyền và nhất là các ngành liên quan đến văn hóa đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để vừa góp phần xây dựng một nếp sống đẹp cho người dân vừa tự quảng bá cho hình ảnh của chính mình không gì chứng minh mình là một chủ thể văn hóa hiệu nghiệm cho bằng cách ứng xử có văn hóa khôn ngoan và cao thượng tiếc thay nhưng có lẽ như thế mới đúng và chẳng nên ngạc nhiên làm gì tu như thích minh tuệ thì được lợi ích gì bình luận của blogger Nguyễn Nhơn. Tôi nói với bà tôi, nếu ba mẹ còn khỏe, tự lo được cho bản thân, chắc con sẽ đi theo thầy Minh Tuệ một thời gian. Có lẽ con sẽ xin không đắp y, không xuống tóc, mà chỉ xin gia nhập vào đoàn như một người dân thường chuộng đạo muốn cùng đồng hành. Tôi cũng nói với vợ tôi như vậy. Chúng tôi đều thích cuộc sống có nhiều trải nghiệm, muốn được tự mình tham gia vào những sự kiện có nhiều chiều suy nghĩ, nên vợ tôi cũng ham hở, hệt như tôi nhưng chúng tôi còn cha mẹ già hai bên phải chăm sóc hàng ngày và tụi nhỏ đang còn ở cái tuổi chưa thể xa ba mẹ một thời gian dài. Chứ một cuộc sống tự do như thầy Minh Tuệ, trời ơi. Tôi nghĩ đó là ao ước của rất nhiều người. Tất nhiên là trừ những đoạn khổ hạnh đến mức cực đoan và theo cá nhân tôi, nó không còn phù hợp với đời sống tôn giáo hiện tại nữa. Như ít nhất 15 ngày mới được tắm như đã nói ở trên, cộng với đi chân trần đầu trần, ngủ ngồi không được tắm rửa thường xuyên, cơ thể sẽ ngứa ngáy, khó chịu. Đầu trần đi dưới nắng, dễ bị ung thư da, sinh nhiều bệnh. Chân trần dễ đạp phải mảnh sảnh, mảnh chai, chẳng may bị uốn váng thì rồi đời. Thân không còn thì chẳng còn cơ hội tu học gì nữa. Ngủ ngồi cũng không cần thiết vì cơ thể không được nghỉ ngơi đúng và đủ sẽ dễ sinh bệnh tật cả tâm trí và cơ thể. Thầy Minh Tuệ cũng thừa nhận, từ khi thực hành 13 hạnh đầu đà, thì bệnh tật kéo đến rất nhiều. Là do cách sinh hoạt thiếu thốn khổ hạnh mà ra chứ đâu. Nhưng với thầy thì đó lại là những phép thử thách trí nguyện tu hành. Tôi thì cho rằng nên để tâm trí rỗng rang mà quan sát những vấn đề lớn hơn của bản thân và xã hội thì có lợi lạc hơn là vượt qua những nỗi khổ thế xác không cần thiết đó. Ngoài sự khác nhau đó ra, tất cả những điều cấm còn lại tôi cho rằng nhiều người đều có thể thực hiện được. Nó cũng không khác lắm với kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã lại còn an toàn hơn rất nhiều. Tự do như một linh hồn mà nhẹ nhõm vô cùng. Sư Minh Tuệ không có nhà cửa để phải lo trả tiền nợ ngân hàng hay sửa sang nó hàng năm khi mùa mưa bão ngập lụt tới. Không có công việc chuyên môn nào để phải chạy deadline đến đau dạ dày và thiếu ngủ phở phạc. Không có con cái mẻ nheo hay ẩm ương để lo đứng lo ngồi sợ nó chậm lớn hay chơi với bạn hư thậm chí ông không còn có cả cha mẹ để chăm sóc phụng dưỡng khi tuổi già trong nhiều video thích minh tuệ nói rằng từ khi xuất gia là ông đã bỏ cha mẹ không về thăm và vì giới hạn của ông là không dùng điện thoại nên dù cha mẹ có gọi điện thoại ông cũng không nhận ngay cả cái ăn cái điều khiến gần như tất cả mọi người trên thế giới này đều phải quần quật đánh đổi bằng sức lao động thậm chí bán từng màu não để đổi lấy ông cũng không phải lo nốt luôn có người cho ông bữa ăn nước uống và một số thứ cần thiết hàng ngày áo quần thì nhặt vải người ta bỏ đi lọc sạch may tay lại chỉ tốn thời gian kim chỉ kéo cũng được cúng dưỡng nhưng lại được thực hành một thú vui sáng tạo và sang trọng vì thời buổi này áo quần may sẵn vừa nhiều vừa rẻ nhưng thời gian thì đắt ngoài các nhà thời trang chẳng mấy ai có thời gian hay khả năng tự tay thiết kế và may y phục cho mình Hoạt động may khâu đều đều của các ngón tay lại khiến cho tâm trí tập trung và thư thái, cũng là một hình thức thiền. Các bộ y phấn tạo của Thích Minh Tuệ đều đẹp mắt và đặc sắc, đó cũng có thể do ông đã vô tình bộc lộ khả năng phối màu của mình. Hạnh Đầu Đà cũng nói, người hành giả có thể ngủ ở bất cứ đâu, ngủ ở nghĩa địa như các hành giả khổ hạnh là trải nghiệm không dễ gì trên đời mấy người có, nó khiến người ta gan dạ hơn và có cơ hội nhìn thấu lẽ sinh tử trong khi chúng ta từ sáng sớm đã quay cuồng với các trách nhiệm của người làm con làm cha mẹ vợ chồng nhân viên sếp đang đi làm đã phải nghĩ đến bữa tối sẽ mua gì nấu ăn cho gia đình chủ nhật ngày nghỉ phải lo dọn dẹp nhà cửa giặt rũ phơi phóng thì ông chẳng hề phải gánh bất cứ trách nhiệm gì chúng ta phải chờ vài tháng để có một kỳ nghỉ sung sướng quăng hết công việc ra sau đầu để kéo nhau đi đi gần như bất cứ đâu miễn là ra khỏi nhà trong vài ngày không phải chợ búa nấu nướng giặt rũ và dọn dẹp thì thích minh tuệ thích ở thì ở thích đi là đi cũng không phải sợ kẹt xe tiền xăng tiền tài xế giá vé cao hai bàn chân ông đưa ông đến bất cứ đâu ông muốn đến trời ơi một đời sống như thế tự do như một linh hồn toàn bộ thời gian là của mình không phải lo toan về bất cứ việc gì không phải lo toan cho bất cứ người nào cả hai mươi hai bu, ta chỉ việc nghĩ đến bất cứ điều gì mình thích nghĩ. Không có đứa nào dạy dỗ hay đòi hỏi ta phải dậy sớm để thành công. Không đứa nào đánh giá ta thiếu cần mẫn hay mơ mộng. Không chi bộ nào yêu cầu ta phải thanh liêm, đạo đức, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Ta chỉ có một ông sếp duy nhất, mà ông ấy thì bao giờ cũng hiền tử, thấu hiểu, bao dung và tỏ sáng mọi điều. Ta chỉ việc làm đúng những gì ông ấy dạy bảo, thậm chí không cần phản biện lại vì sao phải làm đúng như thế. Sư Minh Tuệ đã làm đúng như thế. Ông có đạt được an lạc hay không thì chỉ mình ông biết rõ. Và 6 năm có lẽ chưa đủ dài để kết luận ông sẽ tu học thành công, thành bậc tránh đẳng tránh giác. Nhưng ít nhất cuộc sống của ông trong 6 năm qua, lòng tin chất phác và chân thành của ông đã giúp ông khiến rất nhiều người khác có dịp nhìn lại cuộc sống của mình và bớt được không ít lo âu khía cạnh nổi bật khác của đời tu khổ hạnh. Thích minh tuệ mà chính ông không hề nghĩ tới, nhưng rất nhiều người đồng tình là trở thành kính chiếu yêu, đánh rớt mặt nạ một đám trọc tham lam và dối trá trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đã rõ. Sẽ đạt những gì? Rất nhiều người trong chúng ta từng đi từ thiện thường xuyên. Hẳn quý vị còn nhớ lần đầu tiên mình mang một món quà gói cẩn thận đẹp mắt. Đi tìm những người ăn mày, người vô gia cư, đang nằm vùi nơi đầu đường xó chợ, dưới một mái hiên vắng để tận tay trao cho họ và chúc một lời may mắn. Hay lần đầu tiên cầm bàn tay cụt mất vài ngón của người bệnh nhân phong, vuốt ve và cắt móng tay cho họ. Đó là cảm giác bật mở trong ý thức rằng chúng ta tất cả đều là anh em. Chúng ta tất cả đều bình đẳng. Chúng ta chủ yếu nhờ may mắn nên có được đời sống tốt hơn những người anh em này. Vì thế, đừng khinh miệt họ. Và trong sức của mình hãy giúp đỡ tha nhân, làm điều có ích cho xã hội để trả phần phước mà ta được nhận. Đó là cảm giác của một dòng nước nhỏ len lỏi nhiều ngày qua, các bãi khô và sỏi đá, cô đơn và hoang mang, rồi khoảnh khắc oa gia nhập vào biển bao la. Từng tế bào trong thân đều ngỡ ngàng mừng vui trong sự giác ngộ rằng mỗi chúng ta thực ra đều là những giọt nước trong cùng biển nước, là những chiếc lá trên một thân cây. Cũng như thế, có lẽ với đa số người chưa bao giờ xuất gia tu tập giống như tôi. Cảm giác của lần đầu tiên đứng yên lặng trước một ngôi nhà, chờ người ta bố thí bữa ăn và đói no của mình trong suốt ngày đó phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Là cơ hội cho ta quan sát sự khiêm cung tận cùng, đồng thời cũng là sự thản nhiên tận cùng của chính bản thân. Đơn giản nhất, nhà này không cho thì mình đi tiếp xin nhà khác. Ta cần họ giúp, nhưng không phụ thuộc vào bất cứ ai. Trên con đường du hành, Chúng ta sẽ đi qua vô số nơi, gặp vô số con người, chứng kiến vô số cảnh đời và sự vật. Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Gần như mỗi khoảnh khắc đều là những hạnh ngộ, chỉ có thể ước, không có thể cầu. Những hạnh ngộ đó như những cánh cửa mở dần trên con đường tìm hiểu về bản thể, về con người, về cõi đời. Một cánh cửa mở ra rồi là trí và tâm đều tiến lên một bước mới, mãi mãi rời xa những tư duy, cảm thức cũ. Một đời sống như thế, chào ôi, bao nhiêu người ước mơ mà không thể thực hiện. Không thể nói việc tự tu thân của thích của thích minh tuệ sẽ không có ích cho ai. Hay ai cũng như ông ấy, thì ai trồng lúa, ai diệt vải, ai giữ bình yên trên con đường du hành. Nếu quan sát và quán sát tốt, ông sẽ như một người bạn lớn, có vô vàn điều hay ho về cuộc sống, về con người, về phong cảnh, về rất nhiều điều mà những người không có cơ hội trải nghiệm như ông không thể có được. Ông có sự bình tĩnh và bao dung sau nhiều năm du hành chạm mặt với đủ loại người, đủ loại trạng thái cảm xúc. Chỉ cần sự bình tĩnh và bao dung đó, ta đã có thể chia sẻ với ông nhiều điều thuộc về cảm xúc của một con người bình thường. Vì câu trả lời đúng thì nhiều người biết, nhưng tạo ra trạng thái đúng để thực hiện câu trả lời đó thì thậm khó, khó vô cùng. Người tạo ra trạng thái ấy cho nhiều người để họ tự tìm được giải pháp cho mình được gọi là Phật, là Chúa là Allah. À, tôi còn nói thêm với ba tôi câu này. Có lẽ con sẽ trải nghiệm việc khất thực, ăn ngày một bữa, du hành ban ngày và ngủ đêm cùng địa điểm. Nhưng con sẽ vào nhà nghỉ tắm rửa và thay áo quần vì con sẽ không thể chịu đựng được việc ít nhất 15 ngày không tắm và không thay quần áo sạch. Con cũng có thể không dùng điện thoại nhưng đọc sách và dùng giấy bút ghi chép những điều con trông thấy và cảm nghĩ thì chắc Phật đồng ý mà. Nếu thế, con nghĩ con có thể cùng du hành như vậy, ít nhất là một vòng Bắc Nam. Rồi con về, tiếp tục chăm sóc cha mẹ và con cái, thỉnh thoảng khi điều kiện thuận lợi, con lại đi. Bài viết không thể hiện quan điểm của báo thời đại. Sư Thích Minh Tuệ đang ở Gia Lai. Thưa quý vị, theo lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Sư Thích Minh Tuệ đã được công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ làm căn cước công dân để bảo đảm quyền công dân theo quy định pháp luật. Nói với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm 4 tháng 6, một lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, hôm qua 3 tháng 6, sau khi sư thích minh tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa nhà sư đến nơi theo yêu cầu và việc làm căn cước công dân cho ông do lực lượng công an tỉnh Gia Lai thực hiện. Theo vị này, sư thích minh tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi ghi danh hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nhưng hiện không có địa chỉ cư trú cố định. Theo truyền thông trong nước, khi sư Thích Minh Tuệ đang khất thực đi qua địa phận Thừa Thiên Huế, các cơ quan hữu trách đã gặp gỡ, trao đổi với ông về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trên thực tế, theo các video clip ghi lại, từ chiều 2 tháng 6, các lực lượng hữu trách tỉnh thừa thiên huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh tứ hạ phú bài mà không đi vào thành phố huế đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng bảy hai người thất thập nhị hiền kể cả sư minh tuệ được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của kiểm lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn trong khi đó đoàn người bám theo kể cả các youtuber tiktoker bị barry ngăn lại tại đây đã có máy phá sóng viễn thông Khoảng 9 giờ tối 2 tháng 6, có một xe hơi đi vào và có những người đi quanh lán để chụp hình. Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, Kerr có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp sư Minh Tuệ, xong đã bị công an hốt lên xe đưa đi làm việc đến 3 giờ sáng. Khoảng hơn 1 giờ rạng sáng 3 tháng 6, lực lượng hữu trách Thừa Thiên Huế đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó, Sư Minh Tuệ và Sư Thích Tuệ Đức, Sư Rừng Gọi, đang ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của láng trại, trong khi các sư huynh đệ ngủ bên trong láng trại, trong đó có Sư Minh Nhuận. Vì thế trong lời kể, Sư Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong. Đầu tiên, công an làm việc với Sư Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành, nhưng Sư Thản Nhiên trả lời, đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bộ hành. Cùng lúc đó, công an đã ập vào bên trong láng trại và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi, nhất là những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt. Riêng với hai sư Minh Tuệ và Tuệ Đức thì không bị trói. Bị các sư phản ứng, nhưng do công an quá đông nên cuối cùng họ cũng phải đi. Tuy nhiên, không có các cuộc cãi vã to tiếng. Họ đưa các sư ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó rồi chia làm hai nhóm, một đi về phía nam và một đi về phía bắc. Sư Minh Tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe hơi chở đi, nhưng không rõ điểm đến. Xe vào phía nam đến Quảng Ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở công an. Xe đi phía bắc thì ngừng một bãi đất trống ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, công an đưa cho mỗi người một bộ quần áo gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tạo. Facebooker Minh Thành kể Tại Quảng Ngãi, Sư Tuệ Đức một tu sĩ thuộc giáo hội Phật giáo thì họ đưa vào một phòng riêng, còn những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc. Mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới. Về y phục, có lẽ chỉ có sư Minh Tuệ là không thay y, còn sư Tuệ Đức chỉ cởi y phấn tạo để mặc y màu nâu như các sư của giáo hội. Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người, đông nhất kể từ khi việc bộ hành của sư Minh Tuệ được mọi người biết đến sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ theo facebooker minh thành hiện tại chưa có thông tin sư minh tuệ đang ở đâu nhưng chắc chắn sư không còn ở thừa thiên huế còn các nhà sư phía nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao riêng các nhà sư phía bắc đã giải rác đi về phía nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm thầy của mình màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tạo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi miền Trung, Facebooker Minh Thành cho hay. Nhận xét về sự kiện sư Thích Minh Tuệ, nhà tu hành Thích Minh Tuệ cũng đã tạm dừng bước, điều này không ngoài dự đoán của nhiều người, không cần nhắc nữa. Nhưng qua đó, tôi có vài thứ nhận thấy. Chỉ một mình nhà tu hành đơn độc, không tiền, không chùa, không có cả ngàn đệ tử, cũng không có mạng lưới truyền thông nào nhưng đã làm cả thiên hạ tìm và hiểu rất nhiều về phật giáo đích thực tôi dám chắc phần lớn trong chúng ta lần đầu mới biết về hạnh đầu đà phật pháp nguyên thủy mà trước đó chưa bao giờ chúng sinh được truyền dạy dù có cả ngàn chùa lớn nhỏ cùng các loại cao tăng lùn tăng qua điều trên bất ngờ bản chất của phật giáo quốc doanh bị lột trần và bá tánh nhận ra rolex audi dupont mà các loại sư quốc doanh xài đều từ tiền túi của mình mà bá tánh vẫn đinh ninh họ cúng dường để nhằm hằng dương Phật pháp. Chính quyền để yên cho thầy thích Minh Tuệ hành du một thời gian dài, chứng tỏ hai lẽ: một, dư luận đã bắt đầu có tác động mạnh và việc tự do tôn giáo đã bắt đầu được tôn trọng; hai, thời gian đủ dài để Phật giáo quốc doanh lộ bản chất. Hy vọng từ đó mà chính quyền để mắt tới đám ma tăng ăn bẩn bu bám vào đức tin của bá tánh rồi gieo rắc u mê tôi thấy nhiều người chửi ít nhất là phê phán đám đông đi theo đừng quên chúng ta ở vùng trũng văn minh thế giới dân trí thấp nên đừng đòi hỏi gì cao sang tôi chỉ nhìn thấy ở họ sự hướng thiện trong thời mặt pháp như vậy đã là quá tốt còn các youtuber tiktoker facebooker bám theo cũng là bình thường chúng ta chẳng thấy vì thế mà theo dõi được toàn cảnh câu chuyện sao cũng đừng quên dù không theo bước chân thích minh tuệ thì chính chúng ta cũng đang bước theo ổng trên facebook YouTube, TikTok. Đấy thôi, có khác nhau đâu. Chỉ là thói cao ngạo thiền cận mà ta tự cho mình vị thế cao hơn mà thôi. Còn ông thích minh tuệ thì ông không lấy đó làm phiền não đâu. Khi ông đã thoát tục thì ông luôn an lạc dù là đánh chửi. Đừng lo cho ông. Chính quyền địa phương giải quyết mọi việc êm thấm và nhẹ nhàng. Điều này tốt cho tất cả. Ghi nhận. Nhưng đừng nghĩ thích minh tuệ sẽ không bộ hành nữa đừng quên ông từng nói đi đến chết mà bậc chân tu đã nói thì đó là sứ mệnh không gì lay chuyển và đó chính là sự khác biệt so với các loại ma tăng như thích trúc thái minh thích trân quang rồi một ngày nào đó hẳn sẽ không xa thích minh tuệ sẽ lại đi tiếp thôi qua hiện tượng thích minh tuệ hy vọng bá tánh nhìn nhận rõ chính tả đừng để đức tin của mình đặt sai chỗ cúng giường cũng tốt nhưng cúng ở đâu cho ai thì cần biết rõ Đừng để lũ ma đầu móc tiền mồ hôi của mình mà ngồi trên cao tiêu xài, nhìn mình như một lũ đần độn u mê. Phật không phải là tôn giáo để phải thần thánh hóa, cầu xin nọ kia. Phật là lối sống, cách tư duy. Thế nên cần nhìn nhận cho đúng. Đừng quên, chẳng có Phật nào ban phước cho ta hay giải hạn cho ta chỉ vì ta cúng dường nhiều tiền. Bằng chứng rõ nhất là các lãnh đạo Choppu qua vợ con đã cúng dường xây cả cái chùa to như cung điện Nguy Nga vậy mà vẫn chết tươi bí ẩn khi đang ngồi chễm chệ trên đỉnh cao danh vọng vậy trong chúng ta đây liệu có mấy người cúng giường bằng cỡ đó nói vậy để thấy cúng giường chả bao giờ đem lại cái gì an lạc đâu Phật không phải thánh đừng quên điều Phật dạy ở đâu có chùa ở đó không có Phật không phải vì không cần xây chùa mà vì đó không quan trọng bằng chánh niệm nhưng chỉ cần cúng giường vài chục triệu xây điểm trường vùng cao cho các cháu Tôi chắc chắn bá tánh sẽ hạnh phúc chưa từng có. Ngày Khánh Thành nhìn đứa trẻ, mân mê cái ghế nhựa nó ngồi. Tạm đôi nhờ vậy, mong sức khỏe cho bá tánh và nhà tu hành thích minh tuệ. Ông đến rồi đi, để lại bước chân an lạc. Cảm ơn ông. Thưa quý vị, Sau nhiều tháng ngày ròng rã, đi theo những bước chân di hành của Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn sắc màu tự do, không chỉ những người có tấm lòng hướng thiện tu tập mà ngay cả lực lượng truyền thông hùng hậu, YouTuber, TikToker thường bị ghét vì hành động đeo bám. Giật tít câu like, hẳn cũng đã có những trải nghiệm quý giá bên bậc chân tủ. Dù phần lớn mọi người đều đang đổ lỗi cho đám truyền thông YouTuber, TikToker suốt ngày đeo bám, làm ảnh hưởng đến việc tu tập của thầy và tăng đoàn. Nhưng nói một cách công bằng, cũng nhờ lực lượng truyền thông này mà những hình ảnh di hành của thầy và tăng đoàn đã được truyền tải và cập nhật liên tục. Chúng ta ngủ một giấc rồi mở FP ra là lại thấy tràn ngập tin tức, có rất nhiều hình ảnh và thước phim rất đẹp về thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đã được đội ngũ truyền thông tự do này ghi lại, chứ không phải là truyền thông nhà nước. Có thể lúc đầu các YouTuber và TikToker đã bị thôi thúc bởi lợi nhuận khổng lồ do sự kiện về thầy Minh Tuệ mang lại. Nhưng sau những tháng ngày dài lăn lộn tác nghiệp 20 trên 20 phút, chứng kiến sự khổ hạnh tu tập của thầy và tăng đoàn. Nhiều người trong số họ đã biết nhìn lại bản thân mình, biết làm truyền thông một cách có trách nhiệm và tình nguyện tham gia vào các hoạt động hỗ trợ an ninh, bảo vệ yếu nhân. Dù các YouTuber và TikToker đeo bám bị chê trách không ít, nhưng cũng nhờ họ mà chúng ta đã có được nhiều hình ảnh thước phim mang tính chất dữ liệu lịch sử dân tộc quý giá cho con cháu sau này. Sẽ phải bao lâu nữa Việt Nam mới lại có thể xuất hiện một bậc chân tu có khả năng thức tỉnh tâm đạo, gắn kết lòng người và gieo tình yêu thương bằng chính những bước chân trần khổ hạnh vì chúng sanh như vậy. Giờ này tất cả đã chia tay, mỗi người đều tạm gác máy để trở về nhà sau sự việc bất ngờ diễn ra đêm qua. Không một ai có thể ngờ rằng cuộc chia tay lại có thể chóng vánh sau những tháng ngày tác nghiệp dòng dã bên nhau như thế. Trái với khuôn mặt hớn hở khi đến, nếu xem nhiều video trong ngày chia tay hôm nay thì phần lớn ai cũng bùi ngùi xúc động ai cùng đều chung một cảm xúc duy nhất là thương thầy và mong thầy được bình an có lẽ vì tác nghiệp bên thầy trong nhiều ngày họ cũng đã học được nhiều điều và cũng hiểu rằng cuộc sống này là vô thường và tiền lợi nhuận không còn là tất cả họ bùi ngùi bắt tay nhau để chia tay và cùng động viên nhau thôi về bình an nhé thật là những tháng ngày lịch sử không thể nào quên không nhìn thấy thầy, không còn ở cạnh thầy. Nhưng những hình ảnh lưu lại từ thầy sẽ giúp chúng ta tự tu luyện bản thân, học cách yêu thương, buông bỏ tham sân si không phải để giữ giới như thầy, mà chỉ là để giữ đạo làm người mà thôi. Biết ơn thầy Minh Tuệ đã hữu duyên cảm hóa, được một lực lượng truyền thông tự do thức tỉnh lòng người để giúp họ trở về nhà biết yêu thương những người xung quanh mình, biết sống có lương tâm biết làm việc và tác nghiệp có văn hóa, có trách nhiệm. Họ có thể sẽ là một lực lượng hữu ích cho xã hội và góp phần tạo ra những sự vận hành, chuyển đổi của đất nước trong tương lai. Một hành trình kết thúc không nhất thiết phải về đến đích mà giúp mở ra nhiều con đường đi khác. Xin cảm ơn và mong bình an cho tất cả. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam triệt đường làm ăn của Chùa Quốc Doanh với việc yêu cầu các nhà sư và Phật tử cài ứng dụng VN Fatu, dường như Bộ Công an Cộng sản Việt Nam muốn chính thức quản lý nguồn tiền cúng dường và tiền công đức được cho là doanh thu màu mỡ của các chùa, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Cùng với việc bắt ép nhà sư Thích Minh Tuệ phải tự nguyện dừng đi khất thực, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hôm 3 tháng 6 công bố app HAP ứng dụng trên điện thoại để quản lý tăng ni Phật tử và nguồn tiền cúng dường của ba tánh theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 6, ứng dụng VN Fat 2 đã có sẵn để tải về trên cả hai kho ứng dụng Android và iOS. Bản tin dẫn lời ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, ứng dụng nêu trên là để quản lý tăng ni trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, quản lý hồ sơ thụ giới, hồ sơ thuyên chuyển giữa các chùa, hồ sơ xuất gia. Đáng lưu ý, ứng dụng có cả phần cúng dường trực tuyến cho các chùa tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho Phật tử có thể thực hiện cúng dường trực tuyến tại bất kỳ chùa nào trên toàn quốc. Tuy thế, không rõ vì sao, sau khi đăng tải bản tin, báo tuổi trẻ đã xóa chi tiết này. Dù vậy, bên dưới bản tin, độc giả của tờ báo bàn tán về việc cúng dường trực tuyến. Độc giả Vinh bình luận, cúng dường trực tuyến thông qua ứng dụng nghe có vẻ tiện lợi, nhưng cá nhân mình thấy nó kỳ, sao sao ấy. Với việc yêu cầu các nhà sư và Phật tử cài ứng dụng VNFATU, Dường như Bộ Công an Cộng sản Việt Nam muốn chính thức quản lý nguồn tiền cúng dường và tiền công đức, được cho là doanh thu màu mỡ của các chùa, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Hành động này được đưa ra sau gần một năm Bộ Tài chính Việt Nam bêu tên các chùa không báo cáo thu chi tiền công đức. Hồi trung tuần tháng 7 năm ngoái, Chùa Ba Vàng phát đi thông cáo dẫn lời nhà sư Thích Trúc Thái Minh, sư trụ trì phản đối vụ này. Việc báo chí đưa tin Chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Việc thông tin như trên gây hiểu nhầm chùa Ba, ba Vàng có hành vi cố ý chống đối pháp luật của nhà nước, thông cáo nhấn mạnh. Nhà sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, khẳng định không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức.